Sáng nay mùng 9 tháng 10, sau trận mưa kéo dài nhiều giờ, nhiều tuyến đường của thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum ngập sâu gần 1 mét. Việc kinh doanh và buôn bán đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Cơn mưa lớn sáng mùng 9 tháng 10 đã khiến tỉnh lộ 675, thành phố Con Tum, xa thầy, có nhiều đoạn bị ngập. Đặc biệt, đoạn qua xã Crong bị ngập hơn 70cm, nước chảy xiết. Chính quyền địa phương đã phải cử cán bộ ngăn không cho người và phương tiện qua lại nhiều tuyến đường trong thành phố Con Tum như đường Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Bà triệu, Lê Hồng Phong, Phan Chu Trinh, Lê Lợi cũng chìm trong biển nước, nước ngập sâu làm giao thông ách tắc, một số xe chết máy, người dân phải dắt bộ. Việc kinh doanh buôn bán của người dân dọc tuyến đường cũng bị gián đoạn. Đến trưa mùng 9 tháng 10 mưa dần tạnh, nước rút, người dân dọn dẹp bùn đất, rác thải tràn vào nhà.